Xin chào các em, hôm nay thầy tiếp tục quay phần thứ ba trong cái loạt các câu hỏi nhỏ không gian UXYZ trong các đề thi tham khảo minh họa và chính thức của Bộ Giáo dục từ năm 2017 đến 2020. Cái phần 3 này thì vẫn làm các câu liên quan đến mức độ 2 là thông hiểu. Chúng ta bắt đầu từ câu số 61. Câu số 61 này là câu mà đề 104 năm 2017, đề chính thức năm 2017. Để cho 3 điểm MLP, tìm M để tam giác MLP vuông tại N. Thì vuông tại N thì chúng ta sẽ có MN vector bằng này và PN vector bằng đó. Thế thì MN vector thì bằng bao nhiêu? N trừ đi M đúng không? Là trừ 3 này, trừ 2 này, 2 này. Đó. Còn P vector thì PN vector thì trừ 2 này, trừ 2 đúng không nhỉ? N trừ P rồi. Thằng này nó sẽ làm 2 trừ m, 2 trừ m, 1 này còn trừ 1 đó. Cái tam giác MNP vuông tại N, tam giác MNP vuông tại N thì ta sẽ có là MN nhân với PN tích vô hướng là bằng 0, hai vector vuông góc với nhau, vuông góc tại nhau thì L đây đúng không? Đấy. Và cái này tương đương với là x nhân x này cộng y nhân y cộng z z này trừ 3 trừ 2 là 6 này, cái này trừ 4 này, nhân này trừ 4 này cộng với 2m này, này trừ đi 2 này bằng 0. Và ta giải ra sẽ là m bằng này, này bằng 0 à đúng không? Đúng là bằng 0. M bằng 0 thì là đáp án gì? B. Đấy, cũng rất là dễ thôi. Đấy, câu 60. Tiếp tục câu 61. Câu 61 này cũng là năm 2017, mã đề 104. Cho điểm M này. M1, M2 là hình chiếu vuông góc của M trên OX và UY. Vector nào là vector chỉ phương của đường thẳng MN? Đó, thì trước tiên ta phải tìm M1, M2. Vector chỉ phương của M1, M2 thì M1 là hình chiếu của OX, M1 là hình chiếu của M trên OX. OX trên UX thì đương nhiên là chỉ có x thôi, mỗi x thôi, thì do đó là M1 sẽ có tọa độ là gì? 1, 0, 0. Thế còn M2 là hình chiếu của M trên UY. UY chỉ có y thôi, thì ra M2 nó sẽ là 0, 2, 0. Đó. Thì lúc này vector chỉ phương chính là U, chính là bằng gì? M1, M2. Đó, bằng hai trừ đây thôi, mà 1 mà 2 là trừ 1 này, 2 này, 0, trừ 1, 2, 0, trừ 1, 2, 0 là đáp án C rồi. Đó, rất là dễ thôi, đúng không nhỉ? Đây là câu 62. Tiếp tục ta sang câu 63, vẫn năm 2017, mã đề 105. Cho điểm A, điểm B, đường thẳng D, phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB và song song với đường thẳng D. Đầu tiên ta tìm trung điểm đã, đúng không? Trung điểm Y đi. Y thì bằng trung bình cộng đúng không? Tọa độ 1 trừ 1 cộng với 1 là bằng 0 chứ ai là 0 rồi. 4 cộng với trừ 2 là còn 2 chứ 2 là bằng 1 này. 1 cộng với trừ 3 cũng trừ 2 là trừ 2 chứ 2 trừ 1 đó. Đấy.
Thì đây chúng ta sẽ thấy ngay là chỉ có đáp án B này đi qua này, bỏ này, đúng không? Nhưng mà giờ ta cứ tính xem là song song với D là sẽ có 1 trừ 1, 2. Tất cả đây chắc là đều giống nhau. À, thằng này bỏ luôn, đúng không? 1, 1, 2, bỏ này. Còn 1 trừ 1, đây. Vậy thì thực ra bài này chúng ta thấy là 0 này, x. Đây rồi, đáp án A rồi, đúng không? Đi qua điểm 0 này, x chứ x0 bằng trên A này bằng y chứ y0 trên B bằng z chứ z0 trên C đây. Ok, đáp án A. Rất là dễ thôi, đúng không nhỉ? Tiếp tục câu 64 này. Đề 105 này, mã đề 105 và năm 2017 này. Cho đường thẳng D và D phẩy. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa D và D phẩy đồng thời cách đều hai đường thẳng đó. Chứa D và D phẩy thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là D và D phẩy song song hoặc D và D phẩy cắt nhau. Chúng ta xem D và D phẩy song song với D thì D phẩy cắt nhau thì ta xem cái chỉ phương của nó. Vậy ta có UD. UD là bằng bao nhiêu? 3 1 trừ 2. À, hai thằng này song song là 3 1 trừ 2. UD bằng luôn UD phẩy. Và bằng 3 1 trừ 2. Do đó là D song song với D phẩy. Được chưa? À, D song song với D phẩy. Thế thì đương nhiên là cái đường thẳng ấy mà cách đều hai đường thẳng này thì có cái u delta đi, u delta cũng chính là bằng UD luôn vì nó phải song song. Đấy, và bằng 3 1 trừ 2 luôn. 3 1 trừ 2, 3 1 trừ 2, 3 1 trừ 2. Ô, tất cả bốn cái thằng này đều là 3 1 trừ 2 hết, đúng không? Không loại được thằng nào trong trường hợp này. Nó nói tóm lại là chỗ này cũng không làm vừa rồi là thừa, đúng không? 3 1 trừ 2 này, 3 1 trừ 2 này, 3 1 trừ 2, 3 1 trừ 2. Ôi, sẽ thừa mất, đúng chưa? Bây giờ một cách đào ấy, thì chúng ta thấy hai đường thẳng song song này, đúng không? Thì có một điểm ví dụ đây là M1 này, đây là M2 đi chẳng hạn, thì cái đường thẳng cách đào nó sẽ đi qua trung điểm của M1 2 này, y đây, đúng không? Thế là tìm điểm y thôi. Thế thì cái thằng D1 đấy, D ấy, thế qua điểm nào? Qua điểm M1, qua điểm M1 đi, có tọa độ là 2 trừ 3 4, 2 trừ 3 4 đây, 2 này, trừ 3 này, 4 này. Còn D phẩy đi, qua cái điểm M2 là gì? 4 trừ 1, 0, 4 trừ 1, 0, ok. Bây giờ tìm Y, Y là trung điểm, Y trung điểm là 2 này cộng vào chia đôi, 6 là còn 3. Cộng vào chia đôi là trừ 2, cộng vào chia đôi là 2, đó, 3 trừ 2, 2. 3 3 trừ 22 thì đáp án D đây là 3 này, trừ 2 này, 2 này, đáp án D rồi. Đó, cũng rất là dễ thôi, đúng không nhỉ? Đấy, rất là dễ, cũng không phải quá khó. Nói chung đề chính thức thì ở mức độ thông hiểu thì ở mức độ chúng ta có thể chấp nhận được, đúng không? Có thể làm tương đối nhanh. Câu 65. Cho điểm A, điểm B. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB? À, mặt phẳng trung trực đoạn AB thì đi qua đâu? Đi qua trung điểm và vuông góc AB nha. Đấy. Mặt phẳng trung trực là đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng đó. Do đó thứ nhất là trung điểm Y của AB à, cộng vào chia đôi thằng này cộng thằng này chia đôi là bằng 1 2 cũng không, chia đôi là 1 3 1 4 chia đôi là 2 1 1 2. Và ta có vectơ AB chính là bằng vectơ N đấy, pha tuyến. Đúng chưa? Thằng này thành trừ 6. Trừ 6 này. 2 2 trừ 6 22 thì ta sẽ lấy pháp tuyến của nó là tỉ số thôi. À, cái rút ra đúng không? Chia cả hai phía cho trừ 2 đi thì ta được là 3 trừ 1 trừ 1. Đó, đúng không? 3 trừ 1 1. 3 trừ 1 trừ 1.
Thằng này bỏ này, 3 trừ 11. Thằng này 6. Chứ 22 có thể này, thằng này 3 trừ 11 thầy được. Rồi ok, đi qua điểm nào? Y mình viết luôn là 3 nhân với x trừ 1 trừ đi y trừ 1 trừ đi z. Z cộng trừ 2 chứ đúng không? Trừ 2 z trừ 2 bằng 0 phải không nhỉ? Trừ đi z trừ 2 đúng không? 3x trừ y trừ z trừ 3 này. Cộng 1 là còn trừ 2 đây. Thứ hai là trừ 2 cộng với 2 là 4 cộng 4. Ủa, xong không? Cái này đúng nhỉ? À trừ 2 cộng 2 chứ đúng không? Đây là trừ. Trừ 2 cộng 2 đây nhá. Trừ 3. Rồi không không không. Trừ 3 này. Còn trừ 3. Trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 cộng 2 hết bằng 0. Bằng 0. Vậy đáp án là B. Rồi. Rồi. Ok. Đúng chưa? Đáp án B là chuẩn rồi đấy. Rồi. 1 1 1 1 2 chuẩn rồi, ok rồi. Đấy, thay 1 2 đây. Đấy, câu số 5 cũng rất là dễ, đúng chưa? Tiếp tục, câu 66. Để chính thức thì nhìn nó có vẻ nhẹ nhàng hơn đúng không? Câu số 6 là mã đề 110. Đề chính thức năm 2017 cho điểm A, điểm B, điểm C. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A, nhớ chính tắc. Và song song BC. Chính tắc nhá, chính tắc chỉ có dạng B và C thôi. Đây là phương trình mặt phẳng này, loại này. Đấy. A là phương trình tham số, loại này. Vậy chỉ còn B và C thôi này. Đúng chưa? Hai thằng này thì vectơ chỉ phương giống nhau này. Đúng không? Vectơ chỉ phương hoàn toàn giống nhau. Nên không cần tính chỉ phương làm gì cho mệt cả. Nếu đã sai cả hai cùng sai, còn đúng thì cả hai đây chỗ này không thì không liên quan gì đúng không? Đấy chỉ cần quan tâm đi qua điểm nào thôi. Đi qua điểm A, A là 0 trừ 1 3 0 trừ 1 3. Ok, đáp án B. Đấy, không phải tính gì cả, này bỏ. Đấy. Nên câu này rất là dễ đúng không? Ta nhận định đây đây là phương trình mặt phẳng nhá. Còn đây là phương trình tham số này, đây là hai trên chính tắc này, nên là xong. Đấy. Tiếp tục câu 67. Mã 110 năm 2017. Cho điểm A hai mặt phẳng P và Q. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi của A và song song với P và Q. Thì chúng ta sẽ đi qua A có rồi, chúng ta cần tìm vectơ chỉ phương đúng không? Vectơ chỉ phương tức là UD vuông góc với NP và UD vuông góc với NQ đúng không? Đó. NP thì là bao nhiêu? 1 1 1 1 1. NQ bằng 1 trừ 1 1. Ok. Vậy từ đây suy ra là UD là bằng tích có hướng của NP và NQ bằng 2 3 1 2. Thằng này nhân thằng này 2 đúng không? 3 1 0 1 2 trừ 2. Đó. Chúng ta sẽ ăn dùng là chia cả hai vế cho chia chia cả cho cái hay là nhóm 2 ra ngoài đấy thì ta có 1 0 trừ 1, mình dùng thằng này 1 0 trừ 1 cho nó đẹp, viết trên này 1 0 trừ 1 thằng này bỏ đúng không, thằng này 2 2 thằng này cũng bỏ, thằng này 1 0 trừ 1 có hai thằng này thôi. Đi qua điểm nào, điểm A đúng không, 1 trừ 2 3 1 trừ 2 3. Ok, đáp án D rồi, xong được chưa? Đó, thì đấy là câu 67 cũng rất là dễ thôi. Tiếp tục câu 68. Câu 68. Đây năm 2017, năm 2017 thì khá nhiều câu đúng không? Nhưng cái dạng nó khác nhau. Đấy. Trong một cái đề ấy, nhưng mà các dạng nó có thể là khác nhau một chút, đấy, nó không không giống nhau. Còn các năm sau thì các dạng nó giống nhau, nó chỉ thay số thôi. Đấy, có vẻ là chỉ thay số của một cái dạng, đấy, nó thay số khác thôi, tức là nếu như phương pháp nào thì người ta vẫn có thể nhìn bài khác được, người ta bỏ bảo phương pháp được. Đấy, tuy nhiên thì không thể bảo hoàn toàn
cái chỉ bảo cách làm thôi. À, chúng ta số liệu nó khác nhau, còn đây là cách làm của những cái bài nó khác nhau đúng không? Năm 2017 là mới nên có những cái mà à, nó chỉ tương đương về mặt cấu trúc thôi chứ không phải phải về hoàn toàn về số lượng cái câu giống nhau. À, về dạng thế này có năm 2017 này nó có rất nhiều câu. À, năm 18, 19 thì 20 thì à, nó sẽ ít câu hơn vì những cái dạng giống nhau thầy bỏ nó đi. À, thầy đưa ra dạng thôi, những cái dạng là nó không giống nhau thì mình đưa vào để người ta làm, người ta tìm hiểu dạng. Đó. Thế, câu này số 8 thì cho y y này mặt phẳng P này, mặt cầu tâm y tiếp xúc với P tại H tìm tọa độ điểm H. À, tâm y tiếp xúc với P tại H thì tìm tọa độ điểm H. Thực ra thì lúc này bài này nằm ngược còn nhanh, cũng nhanh đúng không? Nhanh thôi, bởi vì thứ nhất là tại H thì H nó phải thuộc gì? H này, nếu nằm ngược ấy, 68 này chúng ta sẽ nằm ngược này. Vì đây nó cho tọa độ mà, tọa độ chúng ta nằm ngược rất là đơn giản. Thứ nhất là H phải thuộc gì? H phải thuộc P đúng không? Và cái thứ hai ấy, là HI. HI này nó phải cùng phương với NP. Đó, cùng phương tức là tỷ lệ. Thì ta sẽ có thứ nhất là xem thằng H thuộc cái thằng P thì ta thay nhanh để ví dụ thằng này là đây là trừ 6 này, chỗ này là trừ 6 này, thằng này không này, thằng này là 2 đúng không, cộng 2, 2 trừ 6 chỗ này trừ 4 10 không thể bằng 0 được, thằng này bỏ này được chưa. Tiếp tục này, đây là trừ gì, trừ 2 đúng chưa, trừ 2 này, trừ 8 là trừ 10 này, trừ 8 thành trừ 10 này, trừ 4, trừ 4, trừ 8 thằng này bỏ này đúng không. C này thằng này là 6 này, 6 này đó, thằng này là 2 rồi, chỗ này ok này, 6 trừ 6 hết này, chỗ này có thể này đó, tiếp tục chắc hai hai đáp án này. À, 1 này là 2 này là 4 này không rồi, ok hai thằng này đó. Thì bây giờ mình chỉ tính một cái thôi, thứ nhất là tính ví dụ đáp án C, mình thử đáp án C là HI này đi nhá. IH thì chính là bằng H trừ Y tức là bằng 2 trừ 2 trừ 1, 2 trừ 2 trừ 1, ok đáp án là gì, C đó. Thế còn nếu không ấy là chúng ta sẽ H là hình chiếu của gì, của Y trên P. À, nếu làm tự luận này theo theo hướng thuận nhá, thuận này hướng thuận tức là luận này là H là hình chiếu của gì, của Y trên P đó. Cái này làm mãi rồi, bài toán hình chiếu rồi, làm nhiều rồi, thầy không làm nữa. À, mất thời gian đúng không. Tiếp tục câu 68 này, câu 68 này đó. À, bài này thì nó là phương trình mặt phẳng đoạn chắn rồi, cái này thực ra là nó là chính là cái câu nhận biết thôi chứ thông hiểu thì nó hơi 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 nhẹ nhàng. Đấy. Vậy x trên 2 này cộng với y trên trừ 1 này cộng với z trên 2 này bằng 1, x trên 2 y trên trừ 1 z trên 2 bằng 0, sai rồi, bằng phải đằng này, này không sai rồi, x trên 2 cộng y trên trừ 1 cộng z trên 2 bằng 1 đáp án D. Đấy, rất là dễ thôi, câu 69 đúng không, quá là ngon lành được chưa. Đó, tiếp tục này. Câu số 70. Đi qua A và vuông góc với AB. Cái câu này lặp lại ở cái đề cái video trước chúng ta có cái câu dạng như thế đúng không? Đi qua A và vuông góc với AB. Đầu tiên chúng ta sẽ viết vectơ AB trước. AB là vectơ pha tuyến của mặt phẳng đúng không? ABB trừ A là 3. À, trừ 1 trừ 1 3 trừ 1 trừ 1. Những câu này nhớ, lấy một đề nào ra đúng không, nhìn thấy nó quen quen đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta đi qua A thôi, 3 phương trình sẽ là 3 này nhân với x cộng 1 trừ đi 1 nhân với y trừ 2 trừ đi 1 nhân với z trừ 1 bằng 0, nhân tung ra 3x
trừ đi trừ z cộng 3, cộng 3 này, đây là cộng 2 là 5, 5 và 6 cộng 6 bằng 0. Hình như đáp án B đúng không? Mã A trừ, đúng rồi, đáp án B. Đó, hai thằng này thì loại rồi. Đúng không? Ok, đáp án B đây, câu số 70. 71 này. Câu 71 là năm 2018, mã đề 102. Đấy, 2018. Đi qua mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng này, dễ quá rồi, ta viết luôn nhá. Vậy thì NP đi thì chính là bằng U delta vì vuông góc mà. Vuông góc với đường thẳng delta thì nó bằng luôn. Đấy, bằng 2 1 3. Và đi qua A thì ta có 2 nhân với x trừ 1 cộng với 1 nhân với y trừ 2 cộng với 3 nhân với z cộng 2 bằng 0. Và ta có là 2x cộng y cộng với 3z trừ 2, trừ 2 là trừ 4, trừ 4 cộng 6 được còn cộng với 2 bằng 0. 2x cộng y cộng 3z cộng 2, 2x cộng y cộng 3z cộng 2 bằng 0 là đáp án B. Rồi, ok, đấy câu số 71 của chúng ta như vậy. Thì chơi nhỉ?